Vào ngày 14 tháng 4, Tiêu Chiến đi làm tới đêm muộn. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 2024, Tiêu Chiến mới trở về khách sạn sau giờ làm việc trên phim trường Tạng Hải. Mặc dù Tiêu Chiến làm việc đến tận sáng sớm, nhưng anh ấy vẫn tràn đầy năng lượng. Hôm nay đoàn làm phim không có cảnh quay. Bây giờ đã là thời tiết của những ngày hè oi bức. Những nhân viên của Tiêu Chiến đều đã mặc áo cộc tay, chỉ duy nhất Tiêu Chiến vẫn còn mặc áo phao dài. Có vẻ như anh ấy sẽ duy trì kiểu thời trang này cho tới khi anh ấy hoàn thành việc quay phim Tạng Hải. Mới đây, phim truyện Tạng Hải với sự tham gia của Tiêu Chiến đã phá vỡ 1 triệu lượt đặt trước trên ứng dụng. Đoàn làm phim Tạng Hải đã cập nhật Weibo. Ánh nến đang tỏa sáng, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng khung cảnh mùa xuân bằng cách ngắm ánh trăng. Lượt đặt chỗ trên cả Youku và Weibo đã vượt quá 1 triệu. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn và chúng ta mong chờ những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Đây thực sự là kết quả khả quan nhất đối với một bộ phim đang quay và chưa hề có bản xem trước. Tạng Hải chuyện đã vượt quá 1 triệu lượt đặt chỗ. Chẳng trách phim trường của Tiêu Chiến luôn được thợ săn ảnh túc trực mỗi ngày. Ngay từ khi công bố thông tin về dàn diễn viên, bộ phim đã nhận được rất nhiều nhiệt và liên tục có tìm kiếm nóng. Phim truyền hình Tạng Hải hiện là số 1 trong trò chuyện trực tiếp trên Weibo. Trò chuyện trực tiếp được sắp xếp theo bài đăng gốc và mức độ phổ biến tương tác được cập nhật mỗi phút. Điều này càng cho thấy mức độ phổ biến của bộ phim. Tiêu Chiến vẫn luôn giữ được độ hot của mình sau nhiều năm gia nhập làng giải trí. Anh ấy cũng rất chăm chỉ làm việc và hoàn thiện bản thân. Vì vậy, có rất nhiều tài nguyên tìm tới Tiêu Chiến. Bộ phim Tạng Hải sẽ tiếp tục quay trong khoảng 1 tháng nữa. Bộ phim tiếp theo của anh ấy cũng đã bắt đầu chuẩn bị đạo cụ và bối cảnh. Tiêu Chiến có lịch trình rất bận rộn và anh ấy đang có được chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí.